Dạ, Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải nhá. Hôm nay thì là ngày 24/9/2023 và tại bây giờ là 5 giờ chiều thì Hải đang có mặt tại phía trước của chợ Bến Thành. Thì hôm nay thì mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo quanh tại khu vực chợ Bến Thành cũng như là cập nhật tỷ giá USD ngày hôm nay Hải muốn gửi tới quý vị các bạn nha tại thị trường chợ đen. Thì bây giờ thì mình cùng đi dạo quanh tại khu vực chợ Bến Thành mọi người. Ở khu vực này thì mọi người có thể thấy đấy, một cái hàng rào để cho làn đường bên trong cho xe lưu thông, và phía bên ngoài này thì là cái khu vui chơi dành cho quý cô chú anh chị và du khách tới đây tham quan chợ Bến Thành. Mọi người cũng có một cái điểm để mình check in ở phía trước của chợ Bến Thành. Hôm nay thì thời tiết nó cũng hơi xấu một xíu, âm u, có vẻ là muốn mưa mọi người. Thì Hải cũng mới từ quận 8 về qua đây thì, bên quận 8 mưa rất là lớn, 8 và quận 5, nhưng mà về đến khu vực quận 1 này thì không có mưa nữa. Đây, thì nhưng mà hôm nay thì có vẻ là cuối tuần, nhưng mà lượng du khách tới chợ Bến Thành có vẻ là ít mọi người ạ. Thì thực sự hôm nay nhìn ở bên trong thì cũng không có mấy đâu, đa phần họ tới tham quan là chính chứ còn mua ít lắm, lượng mua giảm, lượng khách thì đã tới tham quan thì cũng tương đối là đông. Ở khu vực chợ Bến Thành này thì có cả dịch vụ xe tắc, xe lôi, nhưng mà quên lâm người xe xích lô nhận đưa đón khách tham quan tại trung tâm Sài Gòn. Nhưng mà theo Hải thấy là mọi người không nên thuê xe ở đây nha mọi người. Nếu muốn thuê xe thì mình ghé vào những khách sạn mình đang ở nhờ người ta thuê cho, có hiệp hội xích lô hay đón đưa khách tham quan trung tâm Sài Gòn. Hôm nay thì Hải thấy là lượng người tới đi qua đại lộ Lê Lợi rất là đông nha, cũng như là khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng đang tổ chức lễ hội âm nhạc sự trong bâu rồi ca nhạc hòa rô rất là đông. Ngày hôm qua thì đến vài trăm người, vài nghìn người, 80 đấy xem ca nhạc. Thì mọi người thấy đấy, những cái xe khách đang đưa du khách tới tham quan bên trong của chợ Bến Thành này, 3 chiếc xe. Nhưng mà Lý đứng ở đây mà. Ông Hải bên kia. Đấy, quần áo các thứ cũng đang sale này, sale 59k này. Back in 2003. Đây, bây giờ du khách này họ đi thì họ cũng đa phần là họ đi xe ô tô thôi. Cái này là đi theo đoàn thì sẽ chở tới tham quan. Có vẻ là mưa mọi người. Lại mưa rồi thì anh phía bên này thì là đậu xe Honda và phía bên đường là nơi đậu xe ô tô. Đây, hiện tại mình đang có mặt tại cửa đông của chợ Bến Thành. Đấy, bên trong rất là đông luôn. Thì thường những ngày cuối tuần như thế này thì lượng khách tới cũng đông và nhộn nhịp. Đây mọi người, đấy, ở này đang bán hàng rong này. Có phải là mưa rồi thì mình cùng đi dạo sang qua khu vực cửa Tây nha. Đấy, mưa có vẻ nặng hạt.
Đây, khu vực này có nhà vệ sinh công cộng mọi người. Để trái đi vào trong có nhà vệ sinh công cộng, còn bên này là bán hoa. Bán hoa, bán túi này, bán nón. Này là bán hàng rong. Đây mọi người này, bán những cái đồ đũa này, móc khóa này, bán đồ lưu niệm, nón Việt Nam, nón lá. Có vẻ mưa lại hạt dần rồi. Đấy, mưa cái là bà con tiểu thương chạy xuống rít để kéo đồ bên trong che đồ ạ. Đấy, mọi người thấy ở bên Tâm đang xếp hàng đổi rồi ngoại tệ. Hôm nay xin phép được cập nhật về cái giá ngoại tệ ngày hôm nay nhé. Giá hôm nay tăng khá là cao mọi người. Giá mua vào với giá là 24.280 đồng mọi người. Và bán ra với giá là 24.350 đồng. Giờ dạo này thì mọi người có thể thấy cách đây khoảng 1 tháng này là tỷ giá USD tăng rất là nhanh. Tăng ghê kinh khủng luôn. Tăng nhanh nhất từ hồi 6 tháng tới giờ luôn. Đứng kín đấy để đổi ngoại tệ. USD tăng lên thì xăng cũng lên này, vật giá cũng leo thang lên.
thì mọi người tới đổi tiền thì nhớ lưu ý là mình đổi những cái đồng bạc mà nó còn mới mới nhé, mà nó không bị gấp nhăn nha mọi người. Nhăn thì mọi người sẽ bị trừ bớt mất phí đi. Bây giờ đổi 200 thì thấy nó bình thường, nhưng mà mình đổi lên nó vài nghìn thì nó sẽ khác hoàn toàn luôn, có khi là cả mấy trăm ngàn, khi nhiều khi là lên cả 1 triệu. Nên là mọi người về thì phải lựa chọn những cái và để những cái góc nào nó đẹp đẹp nha, không bị nhăn thì giá nó không bị mất đi. Bây giờ thì mình cùng đi dọc đường Lê Lai này một xíu này. Đấy, khu vực tòa nhà này thì đến bây giờ vẫn chưa thấy có cái gì là mới mẻ luôn hay là hoàn thiện, thì là có một chút gì đấy. Tiếp theo tới là cái tòa nhà bên kia đó mọi người. Bên kia này thì nó cũng để trống, ngày trước là có Vivaland đó, đến bây giờ thì quầy kín tôn và để nguyên hiện trạng như vậy, không thấy có gì khác. Mặt bằng khu trung tâm này nó còn khá là ế ẩm luôn, nhiều cửa hàng, em chưa thấy mở cửa lại cơ. Dạ vâng, thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi tiếp nha mọi người. Cái này thì xin lỗi mọi người, thì bận công việc một xíu. Bây giờ mình cùng đi dạo tiếp dọc về đường Hồng Thái nhé. Đây, ngày hôm nay thì cũng có một số cửa hàng cũng mở cửa và một số cửa hàng đang đóng cửa. Bên này thì cũng có một khách sạn này, Vin Hotel Sài Gòn. Khách sạn này thì khá là đẹp đấy, nằm ngay trục đường Lê Lợi. Này là muốn mưa mọi người, đây là đang muốn mưa rồi. Đây khu vực này là bán ba lô này, ba lô, túi sách, vali. Này là cửa hàng ăn uống, cơm tấm. Bên này thì có điện nhưng hôm nay họ nghỉ chứ. Đây là căn nhà đấy cho thuê này. Cái bên đường là cái quán cà phê ấy mọi người. Nhưng mà quán này thường thường chỉ có đông khách là lúc tầm khoảng về đêm thôi. Về đêm quán này cực kỳ đông nha. Vậy hôm nay tối hơi sớm, giờ này mới 5 giờ, chưa tới 5 giờ mà tối khui rồi. Phố Mà Lai bắt đầu lên đèn rồi.
mình là người Việt mà đâu phải nước ngoài đâu. Bên cửa hàng Hà Tâm này lúc nào cũng đông khách đổi tiền là đêm khuya đó. Hay là khu vực cửa hàng này thì mở cửa tới hình như là 7 giờ mở đóng cửa. Hôm nay thì bên Mai Vân thì nghỉ chủ nhật, còn Hà Tâm thì đổ liên tục luôn đó. Đông quá. Bây giờ thì mình cùng lấy xe và về đi nghỉ thôi mọi người. Nếu mà rảnh ngày tối sẽ quay một xíu.